Xin chào các em nhỏ, hôm nay chị sẽ dạy cách vẽ một chiếc túi sách thời trang dành cho các bạn nữ nhé. Bước 1, đầu tiên là vẽ một chiếc nơ. Bước 2, ta vẽ một đường hơi cong ở phía trên. Bước 3, vẽ hai đường cong ở hai bên. Bước 4, vẽ thêm hai đường cong ở phía trong, tương tự như hai đường cong thứ nhất. Bước 5, ta sẽ vẽ phía dưới giống như một hình vuông. Bước 6, vẽ những hình tròn nhỏ nối lại với nhau để thành một sợi dây đeo cho túi sách.